ngon quá. Lại tắt nhiều rồi. Ừ, thoải mái đi anh, tự nhiên đi cho nó hay. Bệnh nghề nghiệp tí. Cây này hôm trước sang để bên kia anh nhỉ? Ừ. Nhưng mà vì cái cây tiêu nó lắng nó trồng nó nghèo. Đẹp. Đó, ông Quỳnh nhìn thấy không? Hôm trước bảo là lá dài ấy nhìn nhá. Lá này dài thì còn ngắn này hết. Ừ. Lá tròn đấy chứ. Lá tròn này đây. Ừ. Đúng không? Lá tròn đấy chứ. Tròn. Tròn tùy vào hôm. Đấy. Sáng chứ. Đấy, cây này nay nó luôn cún nhìn hay nhỉ. Mẫu cây trang. Luôn cún nhìn hay quá. Cây trang đỏ. Dày nhỉ, kiểu như tóc. Đấy. Luôn cún. Cây đấy cũng bay rồi anh. Thế thì đúng là giờ đếm trên đầu ngón tay rồi. Rất nhiều cây này đã bán đấy. Cái bạn Huê Lầu nhá. Bạn Huê Lầu. Giấy này. Giấy đẹp đấy chứ. Này hơi chật. Alo. Sáng mai à? Ok. Vâng. Đấy, xin giới thiệu các bác. Đang ở vườn nhà anh Mạnh ở bên La Khê Hà Đông ấy các bác. Đấy thì trước đây anh ấy rất là nhiều cây hay, anh là người làm cây mà. Nhiều cây lắm nhưng mà anh em lấy hết rồi. Bây giờ thì còn một số cây thôi. Thì cũng đến để giới thiệu các bác là một nhân vật mà cũng làm ra rất là nhiều cây có tên tuổi để lại cho anh em bây giờ chơi ấy. Các bác ạ. Chứ còn bây giờ hiện tại thì các bác nhìn thấy ở đây thì nó có một số cây thôi. Cây đẹp giờ không giữ được đâu các bạn, trừ khi mình có điều kiện thôi. Đấy, mình làm ra thì để lại cho anh em thế thôi. Cái hoa giấy nó rất là đẹp. Hoa giấy rất là đẹp. Hoa giấy. Làng. Quê dáng làng. Có cái cây trang đỏ này hay quá. Sang sân bên này gái xem có anh ấy nói chuyện gì. Cây là cây gì? À, cây xương cá đúng không? Giống nhỉ? Gần họ xương cá. Quái chứ. Đây này. Kết rồi đấy. Ừ. Mới thuốc lá. Ê mày. Anh. Cầm em thị. Bảo là hôm nay định bảo mời anh về nhà em chơi tí nhưng mà thấy anh Mạnh bảo là anh lại bận. Và không được có dịp nào lại vào sang em chơi nhá. Vâng. Chào đồng chí Tuyến nhá. Cái này sau biến ác này. Cái này biến ác. Cục này sau biến ác. Dạ vâng, thôi hôm nào có dịp nào lại vào em chơi nhá. Con này bắt đầu phát rồi đấy thì bắt đầu lên lộc rồi. Trước rồi cho một cằn nữa là cằn. Đấy. Còn sân ở trên thì nữa. Hai sân nối với nhau. Ổi ra lá đẹp quá nhỉ.
Hồng Ngọc Mai. Đấy, cây này có quái phết đấy. Xì, không biết chân cẳng thế nào. Không biết chân cẳng nha. Ai da. Không biết được dưới này thế nào thật đó. Nó đã kín đất rồi. Thôi, để lên trên này xem đi. Cái dưới đẹp phết này. Ui, sung này. Tí tí có quả. Thích chưa? Thích chưa? Đây là hay này. Đấy, quả này, quả như hoa luôn này. Thích chưa? Đấy, bé tí luôn. Hay đấy, sung hay đấy. Lên phát nè. Có còn cái nào để bắt không anh? Còn. Ơi, có mỗi cây này bắt được. Nhưng mà lại có chủ. Có chủ mất rồi. Có chủ dưới. Vâng. Quê mà nuôi sướng như điên. Quê đấy các bạn. Tìm nè. Như điên luôn. Thôi thì khó quay lắm. Khó quay. Đây quay cô này. Trống trống này. Cái này cũng được này. Bể bãi bệt. Đấy, bắt chủ. Đấy, bắt chủ đây. Ở đây cây này sâu biến cũng ác cục này, này sâu vít nó dài nha, sâu biến quá.
Đấy, cái này dáng rất là ổn. Chân thôi, nuôi chân thôi. Đấy, cái này đẹp. Chân chữ phi là khiếp. Rồi, để xuống. Chuyện nguy hiểm phết, nhìn ghê phết. Sợ phết. Ok, xin cảm ơn các bác nhé. Ai cần thông tin của anh Mạnh thì liên hệ nhé.